yên ả, thanh bình là ước mơ ngàn đời của dân tộc chúng ta. Để giữ vững bờ cõi, bảo vệ được non sông gấm dốc và để tồn tại giữa một thế giới bạo tàn từ bao đời nay, người Việt Nam đã phải liên tục gồng mình để chống lại nạn ngoại xâm. Đã có biết bao dân tộc bị diệt vong trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại. Kiếp nô lệ của kẻ nhược tiểu đã trở thành cái định mệnh đáng nguyền rủa trong quy luật tồn vong của vạn vật, chưa bao giờ được nhân dân ta chấp nhận. Đời nào cũng vậy, sự quật cường đã giúp chúng ta ngẩng cao đầu sau mỗi lần vấp ngã. Tai họa gần đây nhất quật đổ dân tộc này là vào giữa thế kỷ thứ 19. Lần này nó đến từ một ngoại bang xa xôi, khi mà cả thế giới phương Đông chìm trong cơn đại hồng thủy của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Nhục nhã, điêu tàn, bất công và uất hận bao phủ lên bầu trời quê hương, từ mọi ngóc ngách của xóm làng đến chốn kinh thành hoa lệ biểu hiện chủ quyền của giang sơn xã tắc. Cũng như bao đời trước, đất nước mòn mỏi trông chờ những đứa con ưu tú, những vị anh hùng. Số phận buộc chúng ta đau khổ, nhưng cũng ban cho chúng ta những vị cứu tinh. Họ là những thánh giống Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Họ là niềm tự hào, là vẻ đẹp, là những khúc tráng ca trong bản hợp xướng bi hùng về sự trường tồn và bất tử của dân tộc. Lần này, người anh hùng không phất cờ từ trong dân dã hay từ chốn cung đình, mà là bắt đầu từ một chuyến ra đi. Không phải để cầu cứu ngoại bang, mà là để tìm chân lý, mong trả lại sức mạnh vốn có của dân tộc. Ông đã hướng về miền đất văn minh phát triển, cũng đồng thời là xào huyệt của những kẻ tham tàn, để tìm ra phương thuốc thần kỳ chữa khỏi vết thương cho đất nước, đã tìm được lưỡi gươm thần để trừ diệt kẻ xâm lăng. Bộ phim này xin được dành để nói về cuộc hành trình vĩ đại của ông, thiên anh hùng ca lãng mạn, huy hoàng và bay bổng nhất trong lịch sử đất nước. Cảm giác về Moscow lúc nào cũng thanh bình như dòng nước êm đềm mang tên nó dưới chân tường điện Kremlin cổ kính, trôi xuôi về phía chân trời. Nét uy nghi kiêu hãnh của những ngọn tháp im lìm, những thánh đường huyền bí, những quảng trường tự lự trong đó có lăng Lenin, gợi nhớ về một thời xa xưa với bao niềm lưu luyến. Nhà nước Xô Viết nay đã không còn, nhưng thành quả vĩ đại mà nó mang lại cho nước Nga và cho thế giới bằng những luận thuyết thiên tài của Lenin thì vẫn còn đây, cùng với thời gian đời đời sống mãi trong trái tim nhân loại. Những tư tưởng bất hủ của Karl Marx vẫn còn đây, vẫn lặng lẽ đồng hành cùng hậu thế. Nó đã trở thành bất tử, bởi rất đơn giản, nó là chân lý. Loài người đau khổ hôm qua, hôm nay và mai sau sẽ không bao giờ quên được mảnh đất này, nơi mà tư tưởng của hai ông đã biến giấc mơ của nhân loại cần lao thành sự thật. Nơi mà Nguyễn Ái Quốc cùng với bao vị tinh tú khác trên bầu trời nhân gian đã gửi trọn niềm tin và nỗ lực vào sự nghiệp cao cả, cải tạo thế giới vì hạnh phúc của con người. Nguyễn Ái Quốc hiểu rằng Lenin qua đời là một tổn thất lớn không thể bù đắp đối với cách mạng thế giới, nhất là đối với các dân tộc bị áp bức. Vấn đề còn lại là làm sao để những tư tưởng của Lenin vẫn tiếp tục chiếu sáng, vẫn tác động mạnh mẽ và hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng. Ông luôn tâm niệm điều đó và đã thể hiện nó ngay bằng những bài báo đầy cảm xúc cũng như những bài phát biểu say sưa ân tình tại đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản. Ông tham gia tất cả các phiên họp, đọc một tham luận, phát biểu nhiều lần và nêu câu hỏi: "Tôi muốn biết đại hội có gửi lời kêu gọi đặc biệt tới các nước thuộc địa hay không?" Kết quả là lời kêu gọi đã ghi thêm mấy chữ: "Gửi dân tộc các nước thuộc địa." Đây là danh sách các đại biểu đi dự đại hội năm 1924. Trong đó, Nguyễn Ái Quốc là đại biểu Đông Dương đầu tiên, đồng thời cũng là đại biểu cho các thuộc địa của đế quốc Pháp.
Trong suốt thời gian công tác ở quốc tế cộng sản và quốc tế nông dân, ông đã hoạt động không mệt mỏi, đã diễn thuyết rất nhiều lần bằng những tư duy sắc sảo, những biện luận hùng biện tại Hồng Trường và nhiều diễn đàn quốc tế quan trọng khác. Đây là Trương Thái Lôi, một đại biểu Trung Quốc, cùng với nhiều đại biểu khác luôn đồng tình và bị cuốn hút vào các đề tài do ông Nguyễn nêu ra. Ví dụ như những bài báo mà Nguyễn Ái Quốc viết về Trung Quốc và những mưu đồ của người Anh, hoặc về tình hình xã hội Trung Hoa, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước đế quốc, vấn đề thanh niên Trung Hoa, vân vân. Phải nói rằng, ông có tầm nhìn chính trị rất lớn và là một cây viết tài hoa, có sức lôi cuốn và cảm hóa mạnh. Tại Moscow, ông đã hoàn thành tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp trước khi lên đường sang Trung Quốc. Tòa nhà này trước là trụ sở thông tấn xã Liên Xô, nơi ông Nguyễn tới xin làm phóng viên tại Quảng Châu. Sau bao nhiêu lần đề nghị được sang phương Đông để về nước hoạt động, cuối cùng ông được quốc tế cộng sản đồng ý cho đi Quảng Châu với nhiệm vụ chỉ đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á. Đây là chuyến du hành bằng xe lửa chưa từng có, dài 10.000 cây số từ Moscow tới tận Vladivostok ở Thái Bình Dương, vượt qua phần đất Đông Âu, dãy Ural, toàn miền Tây Bá Lợi Á băng giá với rừng taiga mênh mông hoang vắng, nơi Lenin đã từng bị đi đày. Đây là một trong những con đường lạnh lẽo, hoang vắng, lãng mạn, đầy cảm giác khuất não, bị lãng quên và bất tận trên mặt địa cầu, để lại ấn tượng không phai mờ cho những ai đã từng một lần rong ruổi. Cột mốc ranh giới Á-Âu gieo vào lòng người một cảm giác biên tái xa vời nơi đất khách và nỗi bâng khuâng lưu lạc nơi cuối đất cùng trời. Vladivostok nằm ở khu tiếp giáp ba quốc gia là Liên Xô, Trung Quốc và Triều Tiên, là một trung tâm công nghiệp, một hải cảng lớn ở miền đông Liên Xô. Thành phố ra đời năm 1860, nằm ở châu Á nhưng kiến trúc theo phong cách châu Âu. Đây đơn thuần chỉ là chốn dừng chân để ông chuyển sang tàu thủy. Tới vùng biển Hồng Kông, theo sông Châu Giang mà lên Quảng Châu, cái đỉnh của miền tam giác châu thổ Trù Phú đã từng là đất cát cứ của Triệu Đà xưa, nơi giao lưu quốc tế của Trung Hoa ngay từ thời Hán Đường và cực thịnh vào các thời Minh Thanh. Thế là lần đầu tiên ông đặt chân tới quốc gia láng giềng gần gũi và vĩ đại sau khi bôn ba gần hết thế giới, ngay tại thủ đô cách mạng của Tôn Trung Sơn, rất gần với quê hương ông, với vai trò công khai là phiên dịch cho phái đoàn cố vấn Borodin bên cạnh chính phủ quốc dân đảng của Tôn Nhật Tiên. Nhưng nhiệm vụ chính được giao là chỉ đạo phong trào cách mạng ở khu vực Á Đông, với đại bản danh là biệt thự họ Đào nổi tiếng này. Nhưng bên trên tất cả là đã được ở gần quê hương để chỉ đạo phong trào trong nước, điều mà ông đã mong đợi từ lâu và cố gắng để đạt được. Bức thư này ông viết gửi quốc tế cộng sản, báo cáo về những công việc ban đầu ở đây. Đây là cái nôi của nền văn hóa Hoa Nam đặc sắc, cửa ngõ thông ra thế giới và là trọng điểm của thời kỳ cải cách sôi động. Chúng tôi tới thăm công viên Hoàng Hoa Cương, nơi yên nghỉ của 72 liệt sĩ cách mạng hy sinh năm 1911 và thăm mộ của liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Quảng Châu là địa bàn hoạt động của nhiều nhà yêu nước Việt Nam, nhưng thiếu phương hướng nên chưa làm được gì ngoài việc mưu sát cá nhân như vụ đánh bom sa diện này. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Bác Hồ xin sớm về đây. Đây là hồi chuông khơi dậy lòng căm thù giặc, nhưng cũng là tấm bi kịch của người anh hùng. Việc không thành nên anh đã gieo mình xuống dòng Châu Giang lạnh lẽo, để mỗi lần tới đây chúng tôi đều kính cẩn nghiêng mình dâng lên những nén hương này. Thật ít có nơi nào ở Trung Hoa gắn bó với lãnh thổ của chúng ta và do đó thân thiết với chúng ta như vùng Hoa Nam gần gũi. Đây là đường văn minh mà người Việt Nam nào tới Quảng Châu cũng đều không thể bỏ qua, bởi có địa chỉ số 250 là trụ sở của Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội và lớp huấn luyện Thanh niên Cách mạng Việt Nam do Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo năm 1925. Hiện là di tích lịch sử cách mạng được giữ gìn trân trọng.
đây là phần trưng bày nội thất từ tầng 1 trở lên, nói về các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, tức Lý Thụy, như mở lớp huấn luyện cho những thanh niên cách mạng Việt Nam, lập ra tổ chức thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội và ra tờ báo Thanh Niên, vân vân. Ông đã giới thiệu với lớp trẻ về cách mạng tháng 10 Nga, về quốc tế cộng sản, về chủ nghĩa xã hội khoa học, về học thuyết Marx Lenin, và chỉ ra rằng muốn đưa cách mạng đến thành công thì phải dựa vào công nhân, nông dân và phải có một đảng theo chủ nghĩa Marx Lenin lãnh đạo. Với lý luận sắc bén, ông đã gieo vào lòng lớp người cách mạng trẻ tuổi như Hồ Tùng Mậu, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, vân vân, niềm khát khao lý tưởng to lớn, tạo cho họ niềm tin và truyền cho họ nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cách mạng để sau này trở thành những nòng cốt chủ yếu của đảng, là trung tâm của các phong trào cách mạng. Họ là nhóm 9 người đầu tiên do ông thành lập và huấn luyện tại ngôi nhà này. Sự việc khiến toàn quyền Đông Dương Mác Lênin thoát chết sau tiếng bom Phạm Hồng Thái phải sợ hãi báo cáo ngay về Paris về nguy cơ cộng sản do Lý Thụy truyền bá tại Quảng Châu. Ông đã soạn ra luận cương về thanh niên thuộc địa làm cẩm nang cho hoạt động của thanh niên cách mạng, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho phong trào ở trong nước. Xuất bản tại Quảng Châu do ông biên soạn, chỉ rõ con đường, những biện pháp để nhân dân các nước thuộc địa đấu tranh giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chúng tôi tới thăm trường quân sự Hoàng Phố, nơi đào tạo cán bộ quân sự trong thời kỳ quốc cộng hợp tác. Trong đó có nhiều học sinh người Việt đã được Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, tổ chức hoặc gửi tới để đào tạo. Giảng dạy ở trường có cả các nhà hoạt động quân sự, các chuyên gia nổi tiếng của Liên Xô. Trường do Tôn Trung Sơn thành lập năm 1924, Chu Ân Lai làm chủ nhiệm chính trị, Lưu Trọng Khả là đại diện của Quốc dân đảng, Tưởng Giới Thạch làm hiệu trưởng. Tham gia giảng dạy có nhiều tên tuổi lớn như Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Trần Nghị, Diệp Kiếm Anh, Nhiếp Vinh Trăng, Chu Ân Lai, vân vân. Tướng Nguyễn Sơn là học sinh khóa 4 của trường. Ông vừa học ở trường, vừa giúp việc cho Nguyễn Ái Quốc ở Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội. Do danh tiếng vang xa nên ngoài Việt Nam, các nước Triều Tiên, Singapore, Miến Điện, v.v. đều cử thanh niên tới học. Rất nhiều nhà hoạt động quân sự lỗi lạc của Trung Quốc đã từng tốt nghiệp tại đây. Thời gian ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc hoạt động xã hội và báo chí rất mạnh. Các bài viết của ông rất đa dạng với nội dung về tình hình cai trị của Anh, Pháp tại các thuộc địa, tình hình nông dân và công nhân Trung Quốc, tình hình châu Á, Việt Nam, vân vân. Tập hồi ký, ký ức của một nhà tuyên truyền mà ông viết sau này là lấy từ phong trào nhân dân ở hai huyện Lục Phong và Hải Phong. Ngoài báo Thanh Niên, ông còn cho ra đời nhiều tờ báo cách mạng khác. Ông tham gia thành lập và nhận soạn tuyên ngôn cho Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, diễn thuyết tại Đại hội Quốc dân đảng trước nông dân và công nhân. Kiến thức dồi dào, sự hiểu biết uyên bác và những luận thuyết sắc sảo, giàu cảm xúc và tính thuyết phục mà ông thể hiện trên báo là do bẩm sinh, do tích lũy được từ thời còn ở Mỹ, Anh, Pháp, Nga và đúc kết được từ những kinh nghiệm thực tế ở Trung Quốc, như tham gia tổ chức hội nghị đầu tiên của nông dân Quảng Đông, hội nghị lần thứ hai của công nhân Trung Quốc, diễn thuyết trước công nhân, đọc tham luận tại Đại hội Quốc dân đảng Trung Hoa, điều tra và hòa mình vào các phong trào cách mạng ở địa phương, v.v. Tháng 4 năm 1927, Quốc dân đảng Trung Hoa phản bội, đàn áp những người cộng sản Trung Quốc, bắt bớ, giam cầm những người cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu. Chúng quyết định bắt Nguyễn Ái Quốc. Ông đã nhanh chóng rời Quảng Châu tới Hồng Kông, đi Thượng Hải, để từ đây đi Vladivostok, rồi từ đó đáp xe lửa về Moscow. Vậy là chưa kịp trở về quê hương sau bao năm xa cách, ông đã phải lần thứ hai rong ruổi trên con đường hỏa xa vạn dặm, nhưng theo chiều ngược lại, để tiếp tục hoạt động, tiếp tục chờ thời cơ trở lại cố hương. Moscow lại giang tay chào đón người chiến sĩ kiên cường trở về dưới mái nhà xưa,
cùng chung vai sát cánh với những người bạn chiến đấu cũ trong cơ quan quốc tế cộng sản. Thời gian này, ông tập trung viết cuốn Công tác quân sự của Đảng trong nông dân, trong đó có một luận điểm nổi tiếng là cách mạng vô sản không thể thắng trong những nước nông nghiệp nếu không được nông dân ủng hộ. Đó là sự thật không thể bàn cãi đối với hai cuộc cách mạng tư sản dân quyền và vô sản. Lúc đó, không phải ai cũng nhận ra điều này. Tiếp tục lần theo dấu chân xưa, chúng tôi tới thủ đô nước Bỉ là Brussels, nơi Nguyễn Ái Quốc tới dự phiên họp mở rộng của Đại hội đồng Liên đoàn chống đế quốc. Ông đã rời Moscow đi Đức cuối năm 1927, sau đó bí mật sang Pháp, rồi từ Pháp tới đây bằng xe lửa. Tham dự hội nghị có nhiều đại biểu các nước thuộc địa, đại biểu các đảng cộng sản ở các nước tư bản. Tại đây, ông đã tiếp xúc với nhà yêu nước lão thành của Ấn Độ là cụ Nehru, thân sinh của Thủ tướng Nehru sau này. Tiếp tục tìm cách trở về nước, ông đã trở lại nước Đức hoạt động một thời gian. Tại đây, ông đã viết thư cho Quốc tế Cộng sản, tha thiết bày tỏ nguyện vọng hồi hương và tranh thủ thời gian hoàn thành cuốn Những ký ức về phong trào nông dân ở Hải Lục Phong, Trung Quốc, đồng thời chú tâm nghiên cứu về Ấn Độ. Kết quả là hàng loạt bài báo về xứ này được đăng trên tờ Impresco như Thư từ Ấn Độ, Phong trào công nhân Ấn Độ, Nông dân Ấn Độ, Sự bóc lột phụ nữ và trẻ em ở Ấn Độ, Phong trào nông dân và công nhân mới đây ở Ấn Độ, v.v. Đây là một đường phố ở Berlin, nơi ông Nguyễn đã sống trong thời gian ở Đức, theo dõi phong trào chung chống chiến tranh đế quốc và chờ thư trả lời của Quốc tế Cộng sản. Cuối cùng thì ông cũng nhận được quyết định ghi rõ. Theo nguyện vọng của đồng chí có thể trở về Đông Phương, kèm theo là tiền đi đường. Vậy là lòng kiên trì đã được đền đáp. Ông lập tức rời nước Đức sang Thụy Sĩ, tìm cách tiến về phía Nam châu Âu để từ đó đi tiếp. Có thể nói, từ khi còn ở Pháp năm 1923 tới nay, qua bao chặng đường Nga, Trung Quốc rồi lại Nga, Pháp, Bỉ, Đức, không lúc nào ý nghĩ tìm đường về quê hương lại rời khỏi đầu óc ông. Vẻ đẹp mê hồn của đất nước Thụy Sĩ cùng với những hồ nước thơ mộng dưới chân dãy Alps hùng vĩ nối liền với miền Bắc nước Ý nhanh chóng làm khách phương xa ngây ngất. Chặng dừng chân ở Milan tháng 6 năm 1928 giúp ông có dịp được xem hội chợ ở đây. Tiếp theo là La Mã, kinh thành huyền thoại trong thế giới cổ đại, trái tim của đế quốc vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Cuối cùng là thành Napoli kiều diễm, nơi ra đời của những ca khúc lừng danh như Santa Lucia, Trở về Sorrento, vân vân. Tại đây, ông đáp một chuyến tàu thủy của Nhật Bản để về Shimla, nước láng giềng có nhiều đồng bào của ông sinh sống, với hy vọng trở lại quê hương sau 18 năm xa cách.